Hello, Thường. Chia sẻ đã để Hương chia sẻ lên các hội nhóm mọi người. Thường ơi, chia sẻ lên các hội nhóm nhé. Nãy cái mặt mình lạ lạ làm sao ấy nhỉ? Chia sẻ ở đâu mà xong thấy chỗ nút chia sẻ đấy. À, anh chị em ơi, dùng biết Facebook rồi mà tại sao ba cái phần chia sẻ này sao mà ngu thế không biết. Hello mọi người, để em chia sẻ một chút đã nha. Nhưng mà sao không chia sẻ được nhỉ, không có thấy nút chia sẻ đâu hết ấy. Hả? Chị chào em gái. Em chào chị Thúy. Em chào chị Thủy. Em tập trung em chia sẻ lên các hội nhóm đã, tại sao em không có thấy nút chia sẻ nó ở đâu nhờ, kỳ lạ thế nhỉ. Anh chết rồi, nay nó bị gì rồi, em không thấy nút chia sẻ video ở đâu cả, toàn thấy mời không à, không thấy nút chia sẻ ở đâu nhờ. Chết rồi. Em chào chị, em chào anh Liễu Nê, là em chào chị, con chào cô Kim Tuyến, Trần, chị Nương Bộ, chào mọi người, chào mọi người tham gia vào buổi livestream hôm nay nhá. Sau một thời gian chết rồi, em không có thấy nút chia sẻ ở đâu là sao nhỉ? Nó bị cái gì, Facebook nhiều lúc nhiều hôm nó có vấn đề gì ấy, không có tìm thấy. Happy New Year. Thank you so much. Gia Phú, em chào chị, chào Huệ Đỗ. Trong buổi livestream hôm nay thì chào má. Má chào con. Nay chắc là mọi người ăn tối hết rồi ha, và mọi người vào tham gia buổi livestream cùng em, chia sẻ cái livestream của em lên các hội nhóm giúp em với nhá, để cho các anh chị em có cơ hội mình vào giao lưu với nhau. Rồi xong rồi đó. Không chia sẻ được. Không chia sẻ được thì sẽ tiếp cận các anh chị em ở trong các hội nhóm sẽ rất là khó để tiếp cận và xem like. Nên mọi người chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ thật là nhiều các hội nhóm và giúp em. Dạ vâng ạ, cháu chào cô nhá. Mọi người lên thì chia sẻ với lại tap tên mọi người vào xem live, nghe buổi livestream hôm nay, và cùng nhau sẽ chia sẻ cái cơ hội làm giàu. Cháu cháu cảm ơn cô ạ. À, cháu cũng chúc cô cùng toàn thể gia đình 2023 này sẽ gặt hái được nhiều thành công, cộng với sức khỏe thì dồi dào hơn năm cũ nhá. Thời gian vừa qua thì cháu rất là bận, công việc nhiều quá thành ra là không có like chia sẻ cho mọi người được, thì hôm nay công việc cũng đã tạm tạm ổn rồi, cho nên là cái này chắc làm sao đây ta, không chia sẻ được thì làm sao nhở, video không chia sẻ được, mọi người chia sẻ được không ạ? À, sao mà của em không chia sẻ được là sao nhở, lạ thế. Mọi người có thấy nút chia sẻ không ạ? À? Đây, trong Facebook thì trong trong đây thì nhìn thấy, mà trên điện thoại thì không thấy nút chia sẻ đâu cả. Em chào chị Bảo Như Nguyễn nha.
chia sẻ đây. Tại vì phải chia sẻ lên các hội nhóm để cho mọi người có thể vào tham gia được, xem được. Nếu mà mình không chia sẻ thì sẽ rất là nhiều ít người tiếp cận được với video á mọi người ạ. Cho nên mọi người chia sẻ giúp em nhé. Mọi người giờ chia sẻ giúp em để em có động lực, em chia sẻ thông tin cũng như là chia sẻ những cái giá trị đến cho mọi người nè. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất là nhiều thông tin từ chủ tịch rồi. Rất là tuyệt vời luôn á. Đây. Chắc là cái này nó bị làm sao đó. Để em lấy lại cái phần này. Đây, mọi người lên chờ mọi người lên đông đông một chút nhé. Em sẽ chia sẻ lên các hội nhóm đã. Anh chị em mọi người lên thì mọi người chấm chào hỏi em một tiếng để em biết các anh chị em nào chúng ta lên theo dõi buổi live hôm nay nhé. Xin chào Vũ Dung. Em chào chị Sâm nha. Chào mừng mọi người đến với buổi livestream của em, chia sẻ về thông tin về dự án cũng như là cơ hội để chúng ta có thể sở hữu cổ phần, sở hữu được những cái tài sản giá trị. Mà đây nó sẽ có thể nó sẽ là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi cuộc đời cũng như là thay đổi cái sự tự do tài chính của chúng ta, thay đổi cái tài chính cá nhân của chúng ta trong tương lai không xa. Em chào chị. Chào chị, chúc chị buổi tối an lành nhá. Chị Sâm. Mọi người cố gắng chia sẻ cái livestream này lên các hội nhóm để toàn thể các anh chị em, các nhà đầu tư chúng ta có thể vào chúng ta nghe được thông tin cơ hội về sở hữu cổ phần của tập đoàn Unitsky nhá. Nhất là những anh chị em nào mà chúng ta đang sở hữu cũng như là chúng ta đang đi tìm những cái cơ hội đầu tư để có thể gia tăng được tài sản của chúng ta trong tương lai không xa, thì các anh chị chúng ta hãy tap anh chị em bạn bè vào buổi livestream của em nhé. Hello Phương Trần. Trong cái buổi video hôm nay, buổi livestream hôm nay thì em sẽ chia sẻ sâu tới toàn thể các anh chị cùng tất cả mọi người chúng ta được biết cái tư duy đầu tư cũng như là hello em, chào chị đẹp, chị cảm ơn em nhiều. Mọi người cố gắng chúng ta chia sẻ video của em lên các hội nhóm nhá, chia sẻ càng nhiều hội nhóm càng tốt để cho nhiều anh chị em chúng ta có thể được tiếp cận với cái video của em, để mọi người có thể tiếp cận được cái cơ hội này. Tại vì rất là nhiều anh chị khi mà chúng ta nghe những cái thông tin ở trên mạng á, thì đa phần mọi người chúng ta sẽ không hiểu, chúng ta sẽ không hiểu được cái dự án thực sự của chúng ta nó như thế nào. Cho nên là rất nhiều anh chị chúng ta sẽ bị bỏ lỡ cái cơ hội rất là tuyệt vời này. Dạ em chào anh Hồng Quang. Chào anh ạ, chúc anh buổi tối nhiều an lành nhé.
Xin chào Vũ Thị Yến, em chào chị Phạm Ngân nhá. Chào tất cả mọi người đến với buổi chia sẻ livestream của em vào tối nay. Em cảm ơn chị Vũ Yến. Sau một thời gian em rất là bận, tại vì công tác chuẩn bị Tết là công tác chuẩn bị Tết thì cũng em thời gian vừa qua thì vừa là cũng bị sức khỏe là không có được tốt lắm. Thứ hai nữa là công việc cũng bận quá. Phương Trần ok. Tất cả những cái câu hỏi thì chị sẽ trả lời cho tất cả mọi người. Nên là anh chị em trong cái buổi live, những cái buổi live như thế này, mọi người muốn hỏi bất kỳ một cái câu hỏi nào về thông tin về dự án thì mọi người cứ hỏi nhá. Sau đó thì em sẽ tập hợp và em sẽ trả lời cho mọi người. Đồng thời sẽ chia sẻ cho các anh chị em một số những cái thông tin hoặc là những cái giá trị kiến thức về đầu tư để cho chúng ta có thể tập hợp được và chúng ta sẽ biết cái cách để chúng ta có thể gia tăng tài sản, và đồng thời thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái rủi ro trong quá trình chúng ta đi đầu tư. Đấy, thì em rất là muốn chia sẻ tới cộng đồng chúng ta những cái giá trị thật là hữu ích để cho chúng ta cùng nhau làm giàu. Đấy, đây là một trong những cái giá trị vô cùng tuyệt vời mà em hôm muốn chia sẻ tới cộng đồng. Đồng thời chúng ta sẽ nắm bắt cái cơ hội đầu tư vào tập đoàn Uniskin như thế nào, để sau khi mà tập đoàn sẽ ngưng gọi vốn và tập đoàn chia lợi nhuận cho chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái khối tài sản vô cùng lớn, vô cùng giá trị trong tay các anh chị nhé. Anh chị chúng ta chia sẻ livestream giúp em Hương lên các hội nhóm đi nhé. Và chúng ta, nếu như chúng ta có các nhà đầu tư, anh chị em nào mà chúng ta có các nhà đầu tư hiện tại đang theo dõi cái dự án và đang đi tìm cái cơ hội đầu tư thì chúng ta hãy tap vào video, tap vào buổi livestream hôm nay để các anh chị chúng ta có thể lắng nghe được cái cơ hội này nhá mọi người nhá. Em chào anh Thắng Nguyễn ạ, chào anh Lê Thiên nhá. Thì thời gian vừa qua chúng ta cũng được nghe rất là nhiều thông tin từ dự án, đó là từ chủ tịch Anatoly Yunitsky chia sẻ cho chúng ta những cái kết quả hoạt động kinh doanh trong cái năm vừa rồi cũng như là những cái năm vừa qua rồi. Thì chúng ta cũng đã được nghe những cái video của em Hương cũng như là video của mọi người chia sẻ ở trên các cộng đồng hội nhóm rồi, thì chúng ta cũng biết là tập đoàn của chúng ta, em chào chị Ninh Nguyễn, chào chị Sinh. chúng ta cũng biết là dự án của chúng ta bây giờ đã đạt được những cái thành tựu mà vô cùng to lớn rồi. Thì cái điều này em không cần phải nhắc quá nhiều lần cho mọi người nữa. Nếu mà các anh chị nào mà chúng ta là nhà đầu tư mới đang đi tìm hiểu thì chúng ta hãy cứ vào trang cá nhân thông tin của em Hương hoặc là trang YouTube để chúng ta xem những cái video mà em Hương chia sẻ để chúng ta hiểu rõ hơn về dự án. Còn anh chị em nào mà chúng ta đã đầu tư hoặc chúng ta đã theo dõi dự án rồi thì chúng ta cũng thừa biết dự án Uniskin Green Technology của chúng ta là một dự án mà hiện tại bây giờ có cái nền móng vô cùng vững rồi, vô cùng vững, và chúng ta đã bắt đầu bước sang năm thứ 9 rồi, bước sang năm thứ 9 của cái quá trình phát triển và thu hút vốn cộng đồng rồi các anh chị ha. Thì cái điều đó thì đối với một cái doanh nghiệp mà còn non nớt thì không thể nào mà đạt được cái điều đó được, bởi vì những cái dự án, những cái doanh nghiệp làm họ đã đi được đến những cái năm thứ 7, thứ 8, thứ 9 thì nó đã có một cái nền tảng vô cùng vững rồi. Và cái điều này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta góp vốn cùng với tập đoàn và chúng ta sở hữu cổ phần của tập đoàn ở thời điểm hiện tại. Và đối với những anh chị em nào mà chúng ta đầu tư ở cái thời điểm này ấy, thì nó lại vô cùng là an toàn rồi, chứ không còn gọi gì là rủi ro nữa rồi các anh chị. Không còn rủi ro nữa. Rủi ro là đối với những nhà đầu tư, những anh chị mà đã đầu tư từ những năm 2013, 14, 15 á, thì những anh chị đó họ đã hứng chịu hết rủi ro cho chúng ta rồi, cho các anh chị rồi. Những anh chị em nào bây giờ đầu tư thì nó quá là an toàn rồi anh chị ạ. Nó rất là an toàn. Thì chúng ta, khi mà chúng ta
biết tới cơ hội thì chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy tham khảo tìm hiểu để chúng ta sở hữu cái cổ phần của tập đoàn ở ngay thời điểm hiện tại, chứ chúng ta đừng có chờ đợi nữa, chúng ta đừng có nưỡng nợ nữa, bởi vì cái thời gian sắp tới thì không biết là khi nào tập đoàn chuẩn bị đóng bán cổ phần rồi, và cái điều này thì chúng ta sẽ không bao giờ được biết. Chúng ta không bao giờ được biết ở cái thời điểm bây giờ là cho dù là tập đoàn sang năm thông báo với chúng ta là đóng bán cổ phần cũng không thông báo trước đâu các anh chị. Tập đoàn không thu hút vốn nữa là tập đoàn sẽ không thông báo cho chúng ta nữa đâu. Đến cái thời điểm mà ngưng gọi vốn là chúng ta đã sẽ chỉ biết cái thông báo là chúng tôi ngưng gọi vốn, và cái lúc đó thì chúng ta không còn cơ hội để sở hữu nữa đâu các anh chị. Cho nên là ở cái thời điểm hiện tại ngay bây giờ này, các anh chị cần phải nắm bắt cái cơ hội này để chúng ta tìm hiểu tham khảo về dự án, để chúng ta gia tăng tài sản, chúng ta góp vốn cho tập đoàn nha các anh chị nhá. Chào tất cả mọi người, rất là nhiều anh chị lên xem live của em Hương vào buổi tối nay, thì em Hương rất là hy vọng các anh chị chúng ta hãy vào theo dõi buổi livestream tối nay. Và các anh chị em nào mà chúng ta tham gia vào, chúng ta hãy cho em Hương xin một lời chào hỏi nhé, để em Hương biết các anh chị chúng ta đang theo dõi cái buổi live này, cũng như là các anh chị chúng ta đang theo dõi em Hương. Dạ, rất là vui ạ. Em chào anh Tích Nương Anh, chào chị Trần Thanh Hà, chào Năng Khiếu Lệ Trọng Hát Quốc kìa là em chào anh ạ. Anh chị chờ em một chút xíu nhé, tại vì em trả lời tin nhắn của nhà đầu tư một xíu rồi em sẽ chia sẻ tiếp với các anh chị. Dạ vâng ạ, em chào tất cả các anh. Thì các anh chị thì có một số anh chị trong buổi livestream hôm nay thì em Hương hình như là thấy nhân vật mới, nên là các anh chị chúng ta, những anh chị em mới vào xem live của em Hương và tối nay, thì các anh chị chúng ta chào em Hương một tiếng nhá. Và các anh chị cố gắng chúng ta hãy xem hết buổi livestream hôm nay, và các anh chị em nào mà chúng ta đang tìm hiểu về dự án, hoặc các anh chị chúng ta đang muốn tìm một cái cơ hội để gia tăng tài sản, cũng như là chúng ta muốn một cái sự tự do tài chính trong tương lai không xa, thì các anh chị chúng ta hãy lắng lại và hãy xem hết buổi livestream của em Hương vào ngày hôm nay nhé. Và em xin kính chúc toàn thể các anh chị, các quý vị, các nhà đầu tư, các cô chú, chúng ta có một buổi xem live thật là nhiệt tình và năng lượng, và chúng ta sẽ gặt hái được thật là nhiều những cái trái ngọt vào dự án Uniski vào năm 2023 trở đi các anh chị nhé. Và em Hương tin là năm 2023 sẽ là một năm mà vô cùng thắng lợi đối với dự án Uniski Dream Technology các anh chị ạ. Nên là chúng ta hãy mạnh dạn để chúng ta tìm hiểu cái cơ hội này. Vì em Hương nghĩ là cái cơ hội này nó không phải là một cái cơ hội giống những cái gì mà na ná. Đây là một cái cơ hội nó rất là tuyệt vời và nó rất là hiếm. Có lẽ là trong cuộc đời của chúng ta rất là khó để chúng ta có thể tìm thấy được một cái cơ hội tốt như, một cái cơ hội tiềm năng như cơ hội này. Và em Hương xin được chia sẻ với các anh chị đó là trong cái video chia sẻ của chủ tịch vừa rồi thì chắc là các anh chị chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều lần rồi, em Hương cũng chia sẻ trên các hội nhóm cho mọi người. Thì năm 2023 của tập đoàn là một năm vô cùng quan trọng, rất là quan trọng, và có thể nó sẽ là một cái bước ngoặt của tập đoàn, là một cái bước ngoặt của tập đoàn. Và theo như chủ tịch, lời của chủ tịch nói đó là 2023 đối với tất cả chúng ta thì nó sẽ trở thành một cái năm mà những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều trong sáng nhất và thuần khiết nhất của chúng ta nó sẽ trở thành hiện thực. Thì cái điều này các anh chị chúng ta phải biết là khi mà chủ tịch đã nói nên những cái lời này thì nó vô cùng giá trị mọi người ạ. Nên chúng ta cần phải xem xét từng cái lời nói của chủ tịch. Nếu như ai nói thì chúng ta không tin, nhưng chủ tịch nói thì chúng ta
phải suy nghĩ và chúng ta phải làm cách nào bây giờ. Nếu mà các anh chị chúng ta chưa sở hữu cổ phần của Uniski thì em Hương nghĩ là ở cái thời điểm bây giờ mà anh chị chưa sở hữu cổ phần của Uniski thì em Hương khuyên các anh chị là chúng ta hãy dành ít nhất là một ngày để chúng ta tham khảo và chúng ta tìm hiểu kỹ về dự án nhá các anh chị nhá. Em chào anh Lê Thiên nhá. Chào anh Nguyễn Đức Tạc ạ. À. Em xin chào tất cả mọi người đến với buổi chia sẻ livestream của em vào tối hôm nay. Chúc tất cả mọi người chúng ta có một buổi tối xem live, chúng ta đón nhận được những cái điều vô cùng giá trị từ buổi livestream của em nhé. Và em lúc nào trong cái tâm trí của em cũng muốn là chia sẻ tới người dân của Việt Nam, đặc biệt là người dân của Việt Nam. Em thì em chia sẻ tất cả mọi người, kể cả là những người đang sinh sống ở Mỹ, Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, thì em đều kết nối hết. Em đều kết nối với tất cả mọi người. Những ai mà chúng ta đang đi tìm cơ hội, đang tìm kiếm một cái cơ hội để chúng ta có thể thay đổi cái tài chính của chúng ta, thì em sẽ đều trao cơ hội cho tất cả mọi người. Nhưng đặc biệt là đối với những anh chị em hiện tại đang sinh sống tại Việt Nam, thì em rất muốn là sẽ trao được tới cái cơ hội này, cái cơ hội này tới rất là nhiều người để chúng ta có thể đón nhận được cơ hội này. Và trong tương lai không xa đây thôi á, thì chúng ta sẽ thay đổi được cái tình hình tài chính của chúng ta. Bởi vì em Hương nghĩ là ở Việt Nam của chúng ta đa phần mọi người á, rất là ít người biết đến cái việc mà đầu tư vào giá trị. Đa phần mọi người rất là thích một cái công việc mà nó gọi là truyền thống, trước giờ nó gọi là truyền thống, và mọi người cứ thích là bán sức khỏe của chúng ta, bán sức khỏe của mình để chúng ta kiếm tiền. Đấy, thì một cái nhà đầu tư mà huyền thoại á, đặc biệt là chúng ta phải biết là Warren Buffett là một nhà đầu tư huyền thoại, và ông ấy chỉ đầu tư vào giá trị. Thì những người mà giàu á, thì họ đã biết và cái điều mà đầu tư vào giá trị nó quan trọng như thế nào đối với cái việc mà chúng ta muốn được tự do tài chính. Thì nếu như các anh chị chúng ta mà kể cả có kinh doanh, mà hiện tại mà chúng ta có một cái công việc kinh doanh nó ổn định đi, đấy, cái thu nhập nó cao đi, nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ không bao giờ còn sức khỏe để mà kiếm tiền bằng cái cách đó nữa. Như vậy thì chúng ta phải đi đầu tư. Và nếu như chúng ta muốn tự do tài chính là sao ạ? Là chúng ta có những cái nguồn thu nhập thụ động. Chúng ta phải có những cái nguồn thu nhập thụ động thì chúng ta mới có thể tự do tài chính được. Vậy thì nếu như chúng ta muốn có nguồn thu nhập thụ động thì bắt buộc chúng ta phải đi đầu tư. Chúng ta đầu tư như thế nào ạ? Đầu tư vào đâu để chúng ta có những cái nguồn thu nhập thụ động? Thì cái điều này chúng ta cần phải biết, đó là ở cái thời điểm hiện tại á, chúng ta có rất là nhiều những cái kênh đầu tư, rất nhiều kênh đầu tư. Đa phần ở Việt Nam chúng ta thì lại thích bất động sản. Em thấy là đa phần người Việt Nam là cứ thích đầu tư vào bất động sản. Nhưng các anh chị chúng ta phải biết là đầu tư vào bất động sản nó không sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động. Nó không thể sinh ra nguồn thu nhập thụ động. Và chính vì vậy mà nếu như các anh chị chúng ta đầu tư vào bất động sản á, thì chúng ta vẫn phải nai nưng ra để chúng ta kiếm tiền thôi. Mà cái điều đó thì nó không thể nào sản sinh ra được cái nguồn thu nhập tự nhiên chảy vào túi của chúng ta được. Đó là cái cách mà tỷ phú Warren Buffett á, ông là một trong số những người mà giàu nhất trên thế giới, và hiện tại ông có khối tài sản vô cùng lớn, đó là tới gần 90 tỷ USD, cực kỳ lớn. Và ông đã tham gia đầu tư từ những cái năm mà ông còn rất là trẻ tuổi. Chính vì vậy mà ông đã thành công rất là sớm. Cho nên là đối với những anh chị em nào mà chúng ta chưa được tiếp cận với thị trường đầu tư á, thì em không nghĩ là chúng ta nên bắt đầu ngay ở thời điểm bây giờ, chúng ta hãy tiếp cận với thị trường đầu tư. Đó là đầu tư cổ phiếu hoặc cổ phần của các doanh nghiệp tiềm năng. Và đối với các tỷ phú thì họ chỉ đầu tư các cổ phiếu đã lên sàn thôi các anh chị. Họ chỉ
tham gia đầu tư những cổ phiếu đã lên sàn rồi. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đầu tư vào dự án Uniski á, thì đa phần là những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì rất là nhiều các anh chị nói là tại sao tiềm năng như vậy thì tỷ phú người ta vào, người ta đầu tư hết rồi, thì mình làm gì có cơ hội. Nhưng các anh chị chúng ta không biết là đa phần các tỷ phú, những người mà người ta đã có quá nhiều tiền rồi, thì họ sẽ chờ cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó đã lên sàn rồi, và họ thâu tóm cổ phiếu của những doanh nghiệp đó, chứ họ không đầu tư trước khi IPO. Đa phần là như vậy các anh chị nhé. Còn đối với chúng ta là đây là một cái cơ hội mà tuyệt vời. Tại sao em Hương nói nó tuyệt vời? Bởi vì đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ không có tài chính lớn như các anh chị, như chúng ta, như bản thân em Hương cũng có thể góp vốn vào một cái tập đoàn lớn như thế này. Thế thì các anh chị chúng ta phải trân trọng cái điều này, bởi vì ông chủ tịch là một trong những cái người mà vô cùng phúc hậu và nhân hậu. Ông ấy chỉ nghĩ tới những người không có giàu có, chưa giàu có, những người mà đang có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy mà ông mới kêu gọi vốn theo cái hình thức crowdfunding, tức là kêu gọi vốn cộng đồng đấy các anh chị. Chứ không phải doanh nghiệp nào họ cũng kêu gọi vốn theo hình thức này để cho chúng ta được phép mua cổ phần của doanh nghiệp của họ đâu các anh chị. Đối với những cái doanh nghiệp giống như Tesla, các anh chị biết đúng không? Tesla thì cũng có gọi vốn cộng đồng một chút, tức là họ chỉ gọi vốn khoảng 1/3 cái số mà cổ phần họ bán ra thôi, và họ cho các cổ đông ở ngoài cộng đồng được mua. Sau đó thì ông đã bán hết cổ phiếu của ông, của một cái tập đoàn ông đã đầu tư, và ông đã có khoảng gần 200 triệu đô la. Sau đó thì ông đã dùng cái số vốn đó là đập hết vào Tesla. Cho nên là những nhà đầu tư sau đó không được phép mua cổ phần của Tesla nữa, nhưng những nhà đầu tư ban đầu á thì vẫn được mua cổ phần của Tesla với giá vô cùng rẻ, mà rẻ hơn so với Uniski hiện tại của chúng ta. Thì chúng ta về biết là hiện tại chúng ta được mua ấy, được góp vốn vào Uniski ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta đang rất là hạnh phúc và may mắn rồi các anh chị ạ. Chứ chờ đến khi mà tập đoàn IPO thì các anh chị chúng ta không có nổi tiền để chúng ta mua cổ phần của tập đoàn đâu các anh chị. Em xin chào chị Minh Huệ Nguyễn, chào chị đẹp, chào anh William Huy Hoàng nhá. Ai biết Bá Quân, ok em, một chút xíu chị sẽ ai biết cho em nhá. Chào tất cả mọi người đang xem video của em. Thì hy vọng là em chia sẻ những cái giá trị như thế này đối với các anh chị em nào mà chúng ta còn quá ít cổ phần của Uniski, hoặc các anh chị em nào mà chúng ta chưa sở hữu cổ phần của Uniski, thì em hy vọng là các anh chị chúng ta hãy cho mình cái cơ hội, cho mình thời gian để chúng ta tham khảo cái dự án này, để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội tuyệt vời như thế này, mà để vài 1, 2, 3 năm nữa là chúng ta không được sở hữu nó nữa, thì các anh chị chúng ta sẽ không phải hối tiếc về cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy, như chúng ta đã bỏ lỡ. Đây là một cơ hội mà em Hương nghĩ là cả đời các anh chị chúng ta mới gặp được một lần. Cả đời chúng ta mới gặp một lần. Nên các anh chị chúng ta hãy trân trọng cơ hội này. Cho dù các anh chị chúng ta không có nhiều tiền đi chăng nữa, thì đối với chúng ta, cái giá trị chỉ bằng một chiếc iPhone 1.000 đô la có 24 triệu Việt Nam đồng thôi. Các anh chị mua một chiếc iPhone, chúng ta xài 2-3 năm nó lỗi thời, số tiền đó cũng vứt đi, đúng không nào? Nó cũng bị khấu hao hết. Thế thì chúng ta hãy bỏ, thay vì chúng ta mua một chiếc iPhone, chúng ta hãy bỏ số tiền đó vào đây và chúng ta sở hữu. Hiện tại chúng ta đang được sở hữu với mức là 80.000 cổ phần, và giá trị thực của nó là 80.000 đô la các anh chị nhé. Cho Hot Hương và anh đang coi đây chị. Ok, ok anh, em cảm ơn anh và chúc anh buổi tối vui vẻ, sẽ tiếp nhận được những cái cơ hội tuyệt vời mà em chia sẻ tối hôm nay nhé. Em chào chị Hoàng Hảo, chào tất cả tỷ phú của Uniski Trinh. Hiện tại chúng ta sở hữu cổ phần của Uniski, nó chưa quy thành tiền thì nó chưa có giá trị. Các anh chị nghĩ nó vô giá trị, nhưng mà các anh chị chúng ta phải biết là nếu như 3 năm nữa tập đoàn IPO
với giá 5 đô thì các anh chị nghĩ nó có vô giá trị hay không, hay là nó giá trị còn bằng bao nhiêu miếng đất, bao nhiêu căn nhà của các anh chị, thì chúng ta cần phải xem xét nhé. Giá trị là nó nằm ở tương lai chứ không phải nằm ở thực tại các anh chị nhé. Tỷ phú Warren Buffett ấy, khi mà ông đi đầu tư ấy, cái điều quan trọng trong cái việc mà ông xem xét một doanh nghiệp, các anh chị biết là gì không ạ? Đó là cái doanh nghiệp đó nó tồn tại được bao nhiêu lâu rồi. Khi mà ông đầu tư bất kỳ một cái dự án, một cái doanh nghiệp nào, một cái mã cổ phiếu nào, thì cái điều đầu tiên mà ông xem xét đó là doanh nghiệp đã tồn tại được bao nhiêu lâu. Vậy thì chúng ta phải hiểu là Julesky đã tồn tại năm nay là đã là năm thứ, bắt đầu sang năm thứ 9 rồi các anh chị ạ. À, từ ngày thành lập tới giờ thì đã tồn tại được năm thứ 9 rồi, và chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái sóng gió trên thương trường. Mặc dù dịch bệnh, mặc dù chiến tranh, mặc dù rất là nhiều người cản trở, nhưng mà doanh nghiệp của Unisky vẫn trường tồn và ngày càng khẳng định trên thương trường. Thì các anh chị chúng ta phải hiểu được rằng dự án của chúng ta nó đã như thế nào rồi. Chứ nếu mà một trong những cái doanh nghiệp mà nó không có thật hoặc nó không có nền tảng vững, thì cái thời gian vừa qua dịch bệnh nó đã knock out rồi các anh chị ạ. Chứ nó không còn đến cái thời điểm hiện tại bây giờ để mà bắt đầu sẵn sàng khẳng định với thế giới rằng chúng tôi đang tồn tại và chúng tôi đang hiện hữu. Thế các anh chị chúng ta phải biết là doanh nghiệp của chúng ta nó như thế nào rồi. Đấy, thời gian vừa qua báo chí nó viết rồi nó quăng quật như thế mà có gì đâu. Sự thật nó vẫn là sự thật, dự án thật vẫn là dự án thật. Và chúng ta đang làm thật thì vẫn đi tiếp thôi, chả có gì mà phải sợ hết các anh chị ạ. Cho nên là chúng ta phải nhìn vào cái điều thật sự, chứ không phải nhìn vào những cái lời báo chí. Rất là nhiều anh chị trong thời gian vừa qua nghe những cái lời báo chí thì các anh chị đã bỏ lỡ một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Các anh chị đã quay lưng 180 độ và không dám quay lại để tìm hiểu lại cái dự án nữa. Thì Hương xin chia buồn với các anh chị, bởi vì chúng ta đã, kiến thức của chúng ta đã quá kém. Chúng ta quá thiếu kiến thức, cho nên chúng ta những cái cơ hội tốt như thế này chúng ta không thể nào nắm bắt được. Thì Hương xin chia buồn với các anh chị. Hy vọng là chúng ta vẫn còn có cơ hội để chúng ta quay lại và chúng ta tìm hiểu lại thực sự cái cơ hội này để chúng ta không bỏ lỡ nó. Vừa rồi thì các anh chị chúng ta có biết là chủ tịch của chúng ta công bố là năm 2022 vừa qua tập đoàn đã đạt được những cái thành tựu gì không ạ? Đó là 2022, em Hương xin được trích lại một số những cái thông tin trong cái video vừa rồi em Hương chia sẻ cho các anh chị trên YouTube. Đối với các anh chị em nào mà chúng ta muốn xem hết video, chúng ta xem tường tận video, thì các anh chị hãy lên YouTube Hương Hoàng Skyway để các anh chị chúng ta xem cái video mới nhất mà em Hương vừa mới cập nhật cách đây khoảng 1 đến 2 ngày ha các anh chị nhé. Để chúng ta hiểu rõ được là tập đoàn của chúng ta đến thời điểm hiện tại đã đạt được những cái điều gì rồi, và liệu những cái điều đó có đủ để cho chúng ta sẵn sàng sở hữu cổ phần của tập đoàn hay không, sẵn sàng để chúng ta có thể gom thêm cổ phần hay không. Thì các anh chị chúng ta, cái điều này thì tùy thuộc vào các anh chị. Em Hương chỉ đưa ra thông tin và cái sự quyết định là của các anh chị. Các anh chị muốn là sau khi mà tập đoàn đóng bán cổ phần, chúng ta nhận được mức lợi nhuận cao hay là thấp hay là như thế nào, thì nó tùy thuộc vào cái mức đầu tư của các anh chị, cái mức sở hữu cổ phần của các anh chị nhé. Năm sau khả năng em cảm ơn chị Nguyễn mừng, nói chuyện duyên quá. Thật ra là em chỉ muốn chia sẻ những cái giá trị thật, những cái điều thật sự mà tập đoàn đang làm tới tất cả các anh chị em. Và khi chúng ta đi đầu tư thì những cái dự án nó la lá giống như nhau, nó nhiều lắm các anh chị ạ. Những cái dự án nó kêu gọi vốn nhiều lắm. Hiện tại á, Hương đếm trên đầu ngón tay cũng đã rất là nhiều các cái dự án rồi. Nhưng mà thực sự dự án nào nó làm thật, dự án nào nó có tiềm năng thật,
thì chúng ta cần phải xem xét, chúng ta phải cần phải xem xét những cái tiêu chí của một doanh nghiệp tốt để chúng ta đầu tư, để chúng ta góp vốn, chứ không phải dự án nào chúng ta cũng đi đầu tư thì là chết, mất tiền đấy các anh chị ạ. Năm sau khả năng cao là có cổ tức rồi mà nhiều người vẫn không chịu cố gắng. Thật ra thì vừa rồi á, chủ tịch không nói là năm sau sẽ có cổ tức. Chủ tịch không nói và giám đốc quỹ cũng không nói. Thế nhưng mà chúng ta phải biết là chủ tịch đã hé lộ rất là nhiều điều rồi các anh chị ạ. Chủ tịch đã hé lộ rất là nhiều điều về vấn đề nợ nhuận rồi và những cái thành tựu đạt được rồi. Thì chúng ta phải biết liệu năm sau có cổ tức hay không. Em Hương thì em Hương cũng không biết là năm sau có cổ tức hay không, bởi vì bản thân chủ tịch cũng không dám nói, không dám chia sẻ, không dám nói mà. Bởi vì không thể nào nói được. Trong hôm trước có một bạn có nhắn tin hỏi em Hương, nói là sao chủ tịch không công bố dự án. Thì em Hương mới nói như thế này. Thật ra cơ hội á thì làm gì có chuyện rõ ràng các anh chị. Một khi nó là cơ hội rồi á, không bao giờ họ nói rõ cho các anh chị biết là chúng tôi đã có những cái dự án này rồi, đã ký hợp đồng những dự án này rồi, đã nhận được mức lợi nhuận bao nhiêu rồi. Không bao giờ các anh chị nhá. Điều này là không bao giờ. Bây giờ chúng ta thử đặt bản thân của chúng ta vào chủ tịch đi để chúng ta suy nghĩ. Nếu như các anh chị, dự án của các anh chị đang đạt được những cái thành tựu vô cùng to lớn, vô cùng to lớn, các anh chị có đi chia sẻ thật cho nhà đầu tư không? Không. Không bao giờ. Bởi vì đã là cơ hội thì ai tin thì người đó sở hữu, ai tin thì người đó nắm bắt. Đó là rất là công bằng. Và cái cơ hội thì chủ tịch đã chia đều cho tất cả mọi người rồi. Nhưng cái vấn đề là các anh chị có chịu tin hay không? Phần thưởng luôn dành cho những anh chị, những nhà đầu tư nào tin tưởng thực sự. Còn những người nào mà không tin thì làm gì có quà, làm gì có phần thưởng các anh chị. Đúng không nào các anh chị? Và bản thân em Hương cũng vậy. Nếu như mà em Hương thành lập một công ty đi, thành lập một cái doanh nghiệp mà em Hương thu hút vốn cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng dành phần thưởng cho những nhà đầu tư, những anh chị em nào mà ủng hộ hết sức mình cho em Hương. Chứ không bao giờ có chuyện những người mà không tin tưởng em Hương lại trao phần thưởng cho những người đó. Làm gì có chuyện đó. Cho nên các anh chị chúng ta phải hiểu ở cái vấn đề ở đây nè. Không bao giờ tập đoàn chia sẻ tất cả bật mí, tất cả những cái thông tin, những cái thành quả đạt được của doanh nghiệp đâu các anh chị ạ. Mà họ chỉ nói một chút xíu, bật mí cho chúng ta một chút xíu thôi. Quan trọng là các anh chị chúng ta có phân tích được ra, có bóc tách nó ra để chúng ta phân tích và chúng ta hiểu về những cái thông tin đó hay không thôi. Đó, còn cái việc mà năm 2023 có cổ tức hay không thì nó cũng không quan trọng đâu các anh chị ạ. Có thì càng tốt, có thì càng tốt. Không có thì cũng không sao cả. Nhưng quan trọng là ở tập đoàn Unisky của chúng ta hiện tại bây giờ đã và đang là một cái tập đoàn vô cùng là bền vững, vững rồi. Nền tảng, nền móng rất là vững rồi các anh chị nhé. Đây mới là cái vấn đề mà rất là quan trọng để chúng ta sở hữu cổ phần, chúng ta nắm giữ thêm cổ phần. Nếu như mà đùng một cái sang năm, cuối sang năm tập đoàn thông báo, tập đoàn công bố là chúng tôi không thu hút vốn cộng đồng nữa, thì lúc đó các anh chị chỉ có ngồi khóc, chỉ có ngồi khóc thôi chứ không biết làm gì giờ này. Bởi vì hết cơ hội rồi. Công ty tập đoàn đã cho chúng ta rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều thời gian để cho chúng ta gom cổ phần rồi. Nhưng chúng ta vẫn không chịu, chúng ta vẫn không tin. Thế thì hết cách, cũng không có cách nào. Muốn biết sự thật về Unisky thì mọi người có thể nghiêm túc bỏ 2 tiếng sẽ rõ. Sau đó sẽ quyết định để khỏi mất cơ hội có 102. Đúng chính xác anh Huy Hoàng. Thật ra thì cái dự án Unisky này em biết em đầu tư từ năm 2018. 2018 thì chúng ta phải biết cái thời điểm đó nó không có rõ ràng như bây giờ đâu, làm gì có nhiều thông tin như bây giờ, làm gì có nhiều cái xưởng sản xuất, hoặc là chúng ta đã quá rõ ràng xây dựng các trung tâm công nghệ hoặc các nhà xưởng như bây giờ.
Nhưng mà em Hương vẫn tin vì em Hương nhìn vào cái công nghệ của tương lai. Tức là cái xu hướng, cái xu thế bắt buộc phải đón nhận cái công nghệ này, chứ không còn cách nào khác. Cho nên em chỉ tìm hiểu đúng 2 tiếng đồng hồ. Đúng là theo anh Huy Hoàng chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi. Nếu như chúng ta có tầm nhìn thì chúng ta đã nhìn ra cái cơ hội này nó tuyệt vời đến mức độ nào rồi. Không cần phải đến mức 1 ngày đâu. Nên là các anh chị, nếu như chúng ta nghiêm túc thì chúng ta hãy cố gắng để chúng ta cho mình cái cơ hội, chạm tới cái cơ hội này, và chúng ta tìm hiểu để chúng ta sở hữu nó trước khi mà tập đoàn thông báo là chúng tôi không kêu gọi vốn cộng đồng nữa, chúng tôi đóng bán cổ phần và chúng tôi bắt đầu thương mại hóa ra toàn cầu. Thế lúc đó các anh chị sẽ không còn có cơ hội để chúng ta có thể thay đổi lại đâu. Em chào anh Trần Huy Huyền, em chào tất cả mọi người, rất nhiều anh chị em chúng ta đang đến với buổi livestream của em, đang xem video của em, thì chúng ta hãy chào hỏi và giao lưu với em nhé. Đã từng, đó là ông Anatoly Yunitsky từng chia sẻ, một đối thủ không bao giờ ngủ. Chính xác anh ạ, đối thủ không bao giờ họ ngủ đâu. Đối thủ của họ sẽ không bao giờ ngủ và họ luôn luôn tìm cách để hạ gục chúng ta. Chính vì vậy mà ở cái thời điểm này á, thì tập đoàn càng phải là im lặng nhiều hơn, chứ không thể nào mà phô hết ra được vì đối thủ họ cạnh tranh kinh khủng lắm các anh chị. Dạ em chào chị Khuyên Nguyễn nhá. Không biết là các anh chị đang xem video của em Hương ở đây, các anh chị chúng ta đã sở hữu cổ phần chưa? Rất nhiều anh chị đã sở hữu cổ phần rồi. Thì không biết là có một số anh chị mới, nên là em không biết là các anh chị chúng ta đã sở hữu cổ phần và chúng ta đã tìm hiểu cái cơ hội Yunitsky chưa. Thì các anh chị nào mà chúng ta chạm tới cái video của em, xem video của em, thì các anh chị chúng ta hãy cố gắng. Nếu như mà được, các anh chị chúng ta hãy vào trang Facebook cá nhân của em Hương Hoàng á, để chúng ta xem thêm thông tin về dự án. Đồng thời, nếu anh chị em nào mà chúng ta muốn tìm hiểu để đầu tư vào dự án, thì hãy tham gia vào hội nhóm Skyway Thương Skyway cái gì ta? Yunitsky Group Việt Nam á. Đó là cái nhóm thông tin mà em Hương sẽ cập nhật hàng ngày về dự án, để cho toàn thể các anh chị chúng ta sẽ theo dõi và cập nhật chi tiết nha các anh chị nhé. Và hiện tại thì chúng ta vẫn còn đang có chương trình ưu đãi, đó là chương trình Senior đến ngày 13 tháng 1. Thì em Hương mong tất cả các anh chị chúng ta đang sở hữu cổ phần của Yunitsky, thì các anh chị chúng ta hãy tận dụng phiếu ưu đãi này để chúng ta gia tăng thêm cổ phần nhé. Tại vì rất là ít cơ hội mà tập đoàn chia sẻ cho chúng ta với cái mức ưu đãi nó tốt như vậy. Thì chúng ta hãy cố gắng gom thêm cổ phần và gom thêm tài sản. Em Hương vừa rồi cũng đã tham gia hai phiếu ưu đãi và cũng đã gia tăng cổ phần cho mình. Thì tại vì em có phiếu 1.100, cho nên là hàng tháng thì em sẽ trích một cái phần thu nhập của mình ra để em gom thêm cổ phần, gom thêm tài sản cho bản thân cũng như cho gia đình mình. Thì các anh chị chúng ta hãy cố gắng nhé, bởi vì nếu như mà đến một lúc nào đó công ty mà ngừng gọi vốn thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta chuẩn bị nhận được cổ tức các anh chị ạ. Đóng cổ phần là chúng ta sẽ chuẩn bị nhận được cổ tức. Thì lúc đó nếu như chúng ta ít cổ phần quá thì chúng ta sẽ rất là tiếc á, sẽ nhận được rất là ít lợi tức. Vì vậy mà nếu như mà được á, thì anh chị chúng ta hãy cố gắng gom thêm để tích trữ thêm cổ phần, và sau này chúng ta sẽ được hưởng cái mức cổ tức là cao hơn. Bởi vì cổ tức em nói rồi, nó là một cái nguồn thu nhập thụ động, mà khi mà các anh chị chúng ta không cần lao động, chúng ta cũng có thể có cái dòng tiền thụ động nuôi bản thân của chúng ta, nuôi gia đình của chúng ta. Cho nên các anh chị chúng ta phải trân trọng vì cái điều này. Anh biết từ 2021 đến ngày 20 này là 2 năm biết đến Yunitsky. Từ lúc biết anh chưa bỏ bất cứ ưu đãi nào của công ty. Ồ giỏi, thế thì anh quá giỏi luôn á anh Huy Hoàng ạ. À, em xin chúc mừng anh nhá.
Hy vọng là đến từ giờ đến lúc công ty mà đóng bán cổ phần thì anh sẽ sở hữu được một số lượng cổ phần tương đối là ổn định để có thể có được cái nguồn cổ tức lớn lo cho gia đình của mình nữa nhá anh. Em chào anh Tuấn Điệp. Em thì do là em làm hệ thống, em chia sẻ đối tác cho nên em có rất là nhiều các cái gói ưu đãi tốt. Đấy. Làm hệ thống nó hay hơn những người mà chỉ đầu tư là như vậy đó các anh chị, bởi vì em biết được cái thời điểm nào là tập đoàn sẽ ra ưu đãi tốt nè, em sẽ có thể có được những cái phiếu ưu đãi cực kỳ tốt để có thể gia tăng cho bản thân. Còn đối với các nhà đầu tư á, thì họ sẽ không có nhiều thời gian để cập nhật thông tin, cho nên là nhiều khi họ sẽ bỏ qua rất là nhiều cái cơ hội này. Nên là các anh chị nào mà chúng ta đã sở hữu cổ phần của Unisky Anh Huy Hoàng, chúng ta hãy chia sẻ thông tin này, chia sẻ cơ hội để cho các anh chị em, bạn bè rồi người dân Việt Nam của chúng ta có thể có cơ hội cùng nhau làm giàu, là sở hữu được cổ phần giá trị của Unisky nè. Đó là cũng là một cái điều rất là tốt và em rất là muốn là chia sẻ tới mọi người về cái cơ hội giá trị này. Bởi vì khi mà chúng ta đi đầu chỉ có đi đầu tư giá trị thì chúng ta mới có thể làm giàu bền vững được. Còn nếu như chúng ta cứ mang tiếng là chúng ta đi đầu tư nhưng mà thực chất chúng ta đâu phải đầu tư giá trị đâu. Chúng ta đi đầu tư lướt sóng rồi BO rồi Forex rồi lãi ngày lãi tháng, đó không phải là đầu tư, đó là chúng ta đi đánh bạc các anh chị ạ. Còn đầu tư đó là chúng ta phải nhắm đến tài khoản ròng, tài khoản giá trị, những cái tài sản mà mang tính giá trị về lâu về dài, đó mới là những cái tài sản mà mang lại cho chúng ta những cái nguồn thu nhập thụ động mà không cần phải làm việc, dòng tiền vẫn chảy về túi của chúng ta. Đó mới là một nhà đầu tư giá trị. Em cảm ơn chị Long Lữ nha, tuyệt vời quá. Đúng rồi chị ạ. Tại vì em đọc rất là nhiều sách cũng như là những cái thông tin về tỷ phú Warren Buffett ấy, thì em biết được là ông là một người mà đã đầu tư từ cái thời điểm rất là trẻ, còn rất là trẻ, bởi vì cái thời kỳ mà ông còn nhỏ là ông đã được tiếp cận với thị trường đầu tư chứng khoán rồi. Và theo em được biết thì cha của Warren Buffett là một nhà môi giới đầu tư chứng khoán. Chính vì vậy mà ông là người được tiếp cận với cái thị trường này từ rất là sớm. Và khi mà ông học ở trường đại học ấy, nơi ông ở thì ông đã tham gia cái khóa học mà đầu tư vào giá trị, cho nên là ông rất là hiểu về cái vấn đề đầu tư vào giá trị như thế nào. Và chính vì vậy mà trong suốt cuộc đời của ông, từ từ lúc mà ông còn trẻ tới hiện tại á, là ông chỉ đầu tư vào giá trị thôi các anh chị ạ. À, ông chỉ đầu tư vào giá trị, và tất cả những cái cổ phiếu mà ông đầu tư vào, ông mua vào á, là những cái cổ phiếu mà nó phải có tiềm năng từ chục năm trở lên thì ông mới đầu tư. Bởi vì cái điều này ông nói là ông cho rằng á, khi mà đầu tư vào một cái doanh nghiệp mà họ có cái khoảng thời gian phát triển lâu dài như vậy thì nó đã có rất là nhiều kinh nghiệm trên thương trường rồi, rất là nhiều kinh nghiệm và đã trải qua những cái thăng trầm, những cái rủi ro ở trên thương trường rồi và vẫn tồn tại được, thì ông cho đó là một trong những cái doanh nghiệp mà tuyệt vời nhất mà ông tìm kiếm. Đã đầu tư là phải tin, mà đã tin là sẽ thắng, mà đã thắng thì phải tăng lớn. Chính xác rồi anh. Đã đầu tư là phải tin, mà không tin thì nó không phải là đầu tư, là chúng ta đang đi đánh bạc. Dạ anh nhỉ. Tại vì đa phần những nhà đầu tư họ chỉ tham gia vào dự án Unisky, đặc biệt là các cái dự án nhé. Rất là nhiều nhà đầu tư họ đi dài khắp các dự án nào cũng có mặt của họ trong đó để làm gì? Để làm gì em Hương cũng không hiểu. Thì chúng ta phải hiểu là khi mà chúng ta đi đầu tư là chúng ta phải biết lựa chọn doanh nghiệp để đầu tư, chứ không phải là cái việc các anh chị chúng ta cứ nghĩ là giải ra như vậy để một dự án chết, hai dự án chết vẫn còn dự án kia. Thật ra không phải đâu các anh chị ạ. Nó đã chết, nó chết hàng loạt, chứ làm gì còn. Chúng ta phải có cái tiêu chí đầu tư, phải có tiêu chí đầu tư, phải có tiêu chí để lựa chọn một cái doanh nghiệp chuẩn, một cái doanh nghiệp chuẩn để chúng ta sở hữu, chứ không phải là cái việc chúng ta bỏ hết tất cả các giỏ
Như vậy thì cũng không phải là một nhà đầu tư thực thụ. Một nhà đầu tư thực thụ họ sẽ đánh giá được doanh nghiệp nào là doanh nghiệp tiềm năng và thực sự có nền móng vững để họ sở hữu. Và khi những cái doanh nghiệp, và em để ý nè, tỷ phú Warren Buffett ông chỉ đầu tư cổ phần của cổ phiếu của các doanh nghiệp khi mà cổ phiếu của họ bị rớt giá và bị thị trường có nghĩa là thị trường không nhìn ra tiềm năng giá trị của doanh nghiệp đó, thì ông ấy là một người mà ông đi tìm những cái dự án như vậy đó. Và cổ phiếu ông mua là đa phần những cổ phiếu mà ông mua vào nó phải có giá trị thấp hơn giá trị thực tới 20 năm đến 30%. Thì chúng ta phải biết là hiện tại chúng ta đang được mua cổ phần của tập đoàn Unitsky, góp vốn vào tập đoàn Unitsky với cái giá trị mà thấp hơn so với cái giá trị thực của nó tới mấy chục lần. Thấy cái điều này chúng ta phải biết là nó tuyệt vời đến mức độ nào rồi. Giá trị thực thấp hơn giá trị thị trường tới cả mấy chục lần. Thậm chí tới cả bây giờ hiện tại phiếu vàng chúng ta mua được ở cái mức ưu đãi là 1.100, đúng không các anh chị? 1.100. Vậy thì chúng ta mua 1.000 đô, chúng ta được tới 100.000 cổ phần. 100.000 cổ phần nó giá trị là 100.000 đô. Vậy có phải là giá trị thực của nó chúng ta đã được mua rẻ hơn giá trị thực gấp 3 lần, hơn 3 lần luôn các anh chị ạ? Thế thì còn gì mà tuyệt vời hơn? Nó không bao giờ nó có thể xuống tới cái mức mà dưới giá trị thực của nó được. Nên là chúng ta mua ở cái mức giá như thế này là quá là tuyệt vời rồi. Thì chúng ta phải biết là nó tuyệt, nó tiềm năng tới mức độ nào. Xin chào Đỗ Ngà nhé, chị chào em. Mà ông tỷ phú Warren Buffett á, là đa phần ông chỉ mua những cái cổ phiếu lên sàn chứng khoán rồi. Nhưng mà tỷ phú Warren Buffett ông đã quá nhiều tiền rồi. Tiền ông nhiều đến mức độ mà để không hết, tiêu bao nhiêu đời không hết. Thì đương nhiên ông sẽ đầu tư những cái dự án đã lên sàn rồi, chứ không bao giờ ông đầu tư những cái dự án mà chưa lên sàn. Đó là điều chắc chắn. Và khi thị trường đi xuống, tức là những cái cổ phiếu của dự án nào mà bị thị trường đẩy xuống cái mức giá thấp nhất mà ông nhìn thấy tiềm năng của dự án đó thì ông sẽ vào mua. Và hiện tại chúng ta, dự án của chúng ta đã nhìn thấy cái giá trị của nó quá tuyệt vời, quá tiềm năng rồi. Nhưng mà vẫn bị mọi người không nhìn ra giá trị của nó. Rất nhiều người không nhìn ra giá trị và vẫn bảo là cổ phiếu rẻ như bèo, rẻ như cho cũng không thèm lấy. Nhưng mà giá trị của nó, giá trị nó tuyệt vời. Thì đây là một điều vô cùng tuyệt vời, vô cùng là tiềm năng để cho chúng ta thu gom cổ phần ở cái thời điểm hiện tại đấy các anh chị ạ. Chứ đừng chạy theo đám đông thì cứ bu nhau như ruồi bu. Chúng ta phải đi ngược lại với đám đông thì chúng ta mới thắng thị trường được. Chào chào cô Nhân Hoàng, chào em Mỹ Hạnh nhé. Chị chào Trần Nữ. Và em sẽ chia sẻ cho các anh chị một số những cái bí quyết của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett á. Ông lựa chọn doanh nghiệp xem là chúng ta hiện tại đang đầu tư vào, góp vốn vào Unitsky, chúng ta có những cái điểm nào giống như thế này, và thực sự Unitsky có tiềm năng cho chúng ta để chúng ta sở hữu cổ phần của tập đoàn hay không. Và theo ông đầu tư vào giá trị á, đầu tư vào giá trị từ những cái tuổi mà ông còn rất là trẻ. Chính vì vậy mà chính vì cái việc mà ông đầu tư vào những cái cổ phần giá trị như vậy á, mà đã giúp ông trở thành một nhà đầu tư huyền thoại đấy các anh chị. Chỉ có đầu tư vào giá trị mới trở thành nhà đầu tư giàu có và là nhà đầu tư huyền thoại được. Chứ còn đầu tư bất động sản, hiện tại ở Việt Nam á, rất là nhiều đại gia giàu lên nhờ bất động sản, nhưng nó chả có giá trị gì. Chả có giá trị gì, bởi vì lý do tại sao ạ? Bởi vì họ đâu có làm cho cái giá trị của bất động sản nó đem đến giá trị cho mọi người đâu. Đâu có đem đến giá trị cho người dân đâu. Nhưng mà khi ông đầu tư vào những cái dự án mà tiềm năng nó mang lại cái giá trị cho xã hội á, thì
đây mới là những cái điều tuyệt vời mà giá trị mà xã hội cần. Còn bất động sản thì chỉ làm giàu cho bản thân thôi, chứ không làm giàu cho xã hội. Không làm giàu cho xã hội được, vì vậy mà nó không gọi là đầu tư giá trị. Các cái tiêu chí lựa chọn của tỷ phú Warren Buffett, thứ nhất đó là công ty có hoạt động ổn định hay không. Có ổn định hay không, tức là cái mức tăng trưởng nó có hàng năm, nó có hay không, hay là nó cứ núc lên núc giảm, nó tăng nó giảm. Phải là một doanh nghiệp ổn định, sản xuất hay là kinh doanh nó phải ổn định. Đó là cái tiêu chí thứ nhất. Cái tiêu chí thứ hai đó là một cái doanh nghiệp tránh được cái tình trạng mà nợ lớn đó các anh chị. Thì ở đây á, Yuliski, các anh chị thấy báo cáo kiểm toán hàng năm tập đoàn có nợ không? Không, nợ rất là ít. Nợ rất là ít các anh chị ạ. Cho nên đây là một cái điều mà đáng để cho chúng ta lưu tâm, rất là tuyệt vời đấy các anh chị. Đây là một doanh nghiệp rất là tuyệt vời. Vì khi mà chúng ta đi lựa chọn doanh nghiệp đầu tư, nhìn vào cái báo cáo kiểm toán, nếu như doanh nghiệp mà nợ công nhiều á, thì nó không phải là một doanh nghiệp mà tuyệt vời đâu các anh chị. Nó không phải là một doanh nghiệp tuyệt vời. Bởi vì các anh chị biết là cái tỷ lệ về vốn cổ phần nó rất là quan trọng. Nếu như mà một doanh nghiệp mà nợ ít thì cái tỷ lệ hoàn vốn của các nhà đầu tư, các cổ đông nó rất là cao. Vì đây là vốn cổ phần, vốn của các cổ đông, chứ không, nó không phải là vốn nợ. Còn nếu như mà doanh nghiệp nợ nhiều thì nó là vốn nợ rồi. Vốn nợ thì chúng ta sẽ không bao giờ được chia lợi nhuận cao đâu các anh chị. Bởi vì doanh nghiệp nợ nhiều quá rồi, họ phải trả nợ. Lợi nhuận về là lợi nhuận của nợ, chứ không phải là lợi nhuận của chúng ta. Nhưng một doanh nghiệp không có nợ thì vốn lợi nhuận nó là lợi nhuận cổ phần. Cho nên là khi lợi nhuận về doanh nghiệp thì đó là cái giá trị cổ phần của các nhà đầu tư được tăng trưởng. Đấy, nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu mà một doanh nghiệp mà như chúng ta, doanh nghiệp Unitsky không có nợ là chúng ta đã rất là vui mừng. Đám đông không bao giờ thành công được, đúng rồi chị ạ. À, chị Khuyên Nguyễn. Đi theo đám đông. Nói đến đám đông, nhắc đến đám đông, những cái ngày lễ đó các anh chị nhỏ chúng ta nhìn thấy những người mà họ đi du lịch đó. Thường thì những ngày lễ em Hương hay ở nhà, chứ em Hương ít khi mà đi chơi hay là đi du lịch này kia. Đa phần là những ngày lễ, tại vì em biết là những cái ngày đó là những ngày mà công nhân rồi nhân viên họ được nghỉ, họ đi chơi rất là nhiều. Cho nên là những ngày đó em ở nhà em ngủ, em hay là em uống cà phê tại nhà, tại gia còn sướng hơn là đi du lịch. Nhưng mà thấy những cái ngày đó, trời ơi, công nhân nhân viên rồi những người mà lao động trong công ty họ đi du lịch sao mà thấy khổ thế không biết. Đi du lịch thì tới những cái nơi đông đúc, ăn uống cũng không được ngon này, rồi lại còn phải đắt đỏ nữa. Nhưng mà họ vẫn đi. Còn đối với những người mà họ nhìn ra những cái điều đó thì họ sẽ không đi. Những ngày đó họ ở nhà, họ đi là họ đi vào những cái ngày mà ngày thường á, không có đông thì họ đi. Chứ còn những cái ngày đó đi rất là mệt, giống như đi hành xác ấy. Quan điểm, cùng quan điểm với chị, đúng rồi em ạ. À, tại vì thời xưa á, không biết là các anh chị chúng ta đã trải qua cái những cái năm tháng mà chúng ta làm công nhân hay là chọn làm trong nhân viên công ty không. Em Hương cũng đã trải qua những cái ngày đó mà. Tại vì ai cũng một thời trải qua. Nhưng mà từ khi mà em Hương bước chân vào thị trường đầu tư hoặc kinh doanh á, thì em đã có cái tư duy, tức là cái cách nghĩ khác với những người đi làm công sở rồi, đi làm thuê rồi. Bởi vì mình phải nghĩ khác người ta thì mình mới có thể thay đổi cuộc đời của mình. Bản thân của em thì ngày xưa cũng đi làm công ăn lương thôi. Học đại học xong ra trường thì cũng đi xin việc làm công mấy năm. Sau đó thì chán quá chạm. Tại vì thật ra đi làm như vậy thì mình không có thể nào mà có cái cơ hội mà có thể ngóc đầu lên, có thể làm giàu được. Chính vì vậy mà em đã cố gắng bứt phá một lần, đó là xin nghỉ để ra ngoài kinh doanh tự do. Nhưng mà từ lúc mà biết đến đầu tư thì em lại rất là ngại kinh doanh mọi người ạ.
rất là ngại kinh doanh, bởi vì mọi người biết rồi, em cũng đã chia sẻ rồi, có một khoảng thời gian em kinh doanh thu nhập cũng rất là ok, nhưng mà chúng ta không biết trước được đó là thị trường nó sẽ thay đổi như thế nào. Và nếu như thay đổi thì bắt buộc chúng ta phải gồng gánh và chúng ta phải thay đổi. Nếu như chúng ta không thay đổi thì chúng ta sẽ không thể nào bắt kịp được thị trường. Và đồng thời chúng ta bỏ công sức ra rất là lớn trong cái công việc kinh doanh đó. Công sức, thời gian, tiền bạc rất là nhiều các anh chị ạ. Nhưng mà đến khi mà em Hương biết đến cái thị trường đầu tư này là bắt đầu em Hương đã có một cái suy nghĩ khác và em Hương đã chuyển dịch dần sang thị trường đầu tư. Và không có kinh doanh tự do nữa, bởi vì kinh doanh nó tốn rất nhiều thời gian của mình, và đến một lúc nào đó mà bản thân của chúng ta mà không có đủ sức để lao động nữa thì coi như cái doanh nghiệp đó của chúng ta nó tiêu tan hết theo thời gian, nó sẽ không bao giờ còn lại nữa. Vì vậy mà chúng ta cần phải, kể cả các anh chị bây giờ chúng ta đang kinh doanh tự do hoặc là chúng ta đang đi làm công ăn lương, các anh chị chúng ta cần phải tìm cho mình một cái hướng đi thứ hai, thứ ba, thứ n nữa, một cái kế hoạch, nhiều kế hoạch lên để chúng ta đảm bảo cái cuộc sống của chúng ta sau này. Ví dụ trong trường hợp đâu ai biết được ngày mai ra đường chúng ta xảy ra chuyện gì và chúng ta có điều gì xảy ra, thì chúng ta cần phải lên kế hoạch cho ngày mai nữa, chứ không thể nào mà biết là chúng ta đang có một công việc rất là tốt, rất là nhiều người hiện tại đang kinh doanh rất là tốt, rất là ổn định, hàng tháng có khi thu nhập cả 200-300 triệu luôn đó. Nhưng mà ai biết được đùng một cái xảy ra dịch như cái thời điểm vừa rồi đó thì cũng chết các anh chị ạ. Cho nên là chúng ta không thể nào mà cứ bán sức lao động của chúng ta cho một cái công việc mãi được, mà chúng ta cần phải đi tìm những cái nguồn thu nhập, đó là đi đầu tư để chúng ta tạo ra được các cái nguồn thu nhập thụ động. Bởi vì em Hương cũng nói rồi, chỉ có đầu tư mới có thể giàu có được. Chúng ta có thể kiếm được tiền bằng cách chúng ta đi làm việc, nhưng mà chúng ta muốn giàu có, muốn tự do tài chính thì chúng ta phải đầu tư, thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Chứ không có cách nào, kể cả anh chị kinh doanh kiểu gì, rất là nhiều người họ kinh doanh rất là giỏi nhưng họ vẫn kiếm tiền từ cái việc kinh doanh đó để họ đi đầu tư đấy, chứ không phải là họ kinh doanh rồi họ để tiền trong ngân hàng đâu. Đa phần những người họ đi làm kiếm ra tiền, họ kinh doanh truyền thống kiếm ra tiền, sau đó thì họ sẽ trích tiền ra để họ đi đầu tư, thì họ mới có thể gia tăng được tài sản, và sau này khi mà về già lớn tuổi thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái cuộc sống của chúng ta. Đó là vừa rồi em nói cái thứ hai, đó là cái tiêu chí lựa chọn thứ hai, đó là tránh tình trạng lợ quá lớn. Thì tập đoàn Unisky đã quá tuyệt vời rồi các anh chị, tập đoàn Unisky không có lợ nhiều, lợ cái khoản nợ công của chúng ta rất là ít. Thứ ba đó là biên độ lợi nhuận có cao không và có khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai hay không. Đó là cái điều thứ ba mà ông ấy xem xét một cái dự án cũng như là một cái mã cổ phiếu để ông đầu tư. Biên độ lợi nhuận có cao không và có khả năng tăng giá nữa hay không. Thì ở Unisky các anh chị chúng ta hình dung đi, biên độ lợi nhuận của chúng ta, một khi mà chúng ta đã xây dựng các cái dự án ở trên các quốc gia thì cái biên độ lợi nhuận nó khủng khiếp cỡ nào. Nó không giống như là sản xuất một cái xe hơi, không giống như sản xuất những cái chiếc điện thoại. Chúng ta là sản xuất một cái con đường, con tàu, một cái tuyến tàu, lợi nhuận của nó thu về cực kỳ lớn. Đấy, thì cái biên độ lợi nhuận có cao không các anh chị? Khả năng tăng trưởng của cổ phiếu có cao không? Khả năng tăng trưởng có cao không các anh chị? Chúng ta mua được ở cái mức giá mà thấp hơn giá trị thực của nó tới cả 2-3 lần thì khả năng tăng trưởng của nó có cao không các anh chị? Quá là cao. Đây là một cái tín hiệu mà rất là tốt khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn. Thứ tư là công ty đã trở thành công ty đại chúng được bao nhiêu lâu rồi? Hiện tại tập đoàn của chúng ta chưa phải là công ty đại chúng các anh chị ạ. Chưa phải là công ty đại chúng, cho nên ở cái mục này á thì em Hương nói là tỷ phú Warren Buffett ông chỉ đầu tư những cái dự án đã lên sàn chứng khoán rồi.
Đấy, và ông tìm hiểu những cái mã cổ phiếu nào mà đã lên sàn trong khoảng thời gian lâu rồi thì ông mới đầu tư. Còn ở đây chúng ta chưa IPO, chưa IPO, và chỉ có điều này chúng ta mới có thể sở hữu được cổ phần của tập đoàn thôi. Còn khi một khi mà tập đoàn đã IPO, chúng ta không có cơ hội để sở hữu. Đó, ít tiền thì chúng ta sở hữu ngay thời điểm bây giờ thì chúng ta mới có cơ hội. Còn khi IPO nó lên 5 đô, 10 đô, 20 đô, không có cơ hội để cho chúng ta sở tới cổ phần của tập đoàn nữa đâu. Thứ năm đó là sản phẩm của công ty có độc nhất hay không, có độc nhất hay không, và nó có phụ thuộc vào bất kỳ một cái sản phẩm hàng hóa nào khác không. Thì chúng ta phải biết là tập đoàn của chúng ta, tài sản sở hữu trí tuệ của chúng ta là độc quyền rồi. Công nghệ của chúng ta là độc quyền, chúng ta đã được cấp bằng sáng chế. Chúng ta đã được cấp bằng sáng chế, xin lỗi các anh chị. Rồi. Sản phẩm của chúng ta có độc quyền hay không thì chúng ta sản phẩm của chúng ta đã được cấp các cái bằng chứng nhận về sở hữu trí tuệ rồi, vậy có độc quyền hay không các anh chị, có độc quyền hay không? Không, không có một cái doanh nghiệp, một cái công nghệ nào có thể ăn cắp cái bản quyền của chúng ta, cái sở hữu trí tuệ của chúng ta rồi, đúng không nào? Và những cái doanh nghiệp khác, tập đoàn khác, họ có sản phẩm cùng loại với chúng ta không? Và chủ tịch Yulisky cũng đã nói là chúng ta đã đi trước thế giới cả hơn 15 năm, ít nhất là 15 năm. Thì chúng ta phải biết là công nghệ của chúng ta nó có độc quyền, nó có phụ thuộc vào thị trường hay không? Thì chắc chắn là không rồi. Chúng ta không phụ thuộc với tất cả những cái sản phẩm của chúng ta làm á, là chúng ta tự cung, tự cấp, tự làm ra hết, cho nên chúng ta không phụ thuộc vào thị trường, các anh chị ha. Và đó mới là những cái điều mà chúng ta không phụ thuộc thì chúng ta không bao giờ bị đối thủ nó có thể bắt kịp được chúng ta. Đó là điều chắc chắn. Và cái điều quan trọng cuối cùng nãy giờ em Hương cũng đã chia sẻ cho các anh chị, đó là giá cổ phần có thấp hơn so với cái giá trị thực của nó hay không. Có thấp hơn không các anh chị? Chúng ta đang mua ở cái mức giá vô cùng thấp và thấp hơn so với giá trị thực của nó rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần. Thì đây là một trong những cái điều rất là tuyệt vời mà khi mà chúng ta sở hữu và chúng ta nắm giữ cổ phần của tập đoàn Yulisky. Đấy. Thì trong cái buổi video hôm nay em Hương cũng chia sẻ cho các anh chị, đó là chủ yếu là em Hương muốn chia sẻ cho các anh chị về tư duy của một nhà đầu tư, làm cách nào để cho chúng ta có thể tự do tài chính, làm cách nào để chúng ta sau này khi mà chúng ta đã hết sức lao động rồi, mất sức lao động rồi, chúng ta vẫn có những cái nguồn thu nhập thụ động nuôi sống chính bản thân của chúng ta và gia đình con cái của chúng ta. Thì chỉ có cách chúng ta đi đầu tư thôi, chúng không có cách nào khác, không có cách nào khác đâu các anh chị. Chỉ có cách chúng ta đi đầu tư, chúng ta hiện tại bây giờ chúng ta đang còn sức khỏe, chúng ta đi lao động, chúng ta kiếm tiền. Thì chúng ta khi mà chúng ta vẫn kiếm được ra tiền như vậy thì chúng ta hãy trích một phần thu nhập của chúng ta để chúng ta sở hữu, chúng ta đi đầu tư. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ sở hữu giá trị về tài sản về lâu về dài, và nó mang lại những cái nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đầu tư bất động sản nó cũng không phải là không có nguồn thu nhập thụ động, nó không mang về nguồn thu nhập thụ động cho chúng ta, không có. Chúng ta gửi ngân hàng cũng được, gửi ngân hàng cũng được đấy các anh chị, nhưng mà cái biên độ lợi nhuận khi mà chúng ta gửi ngân hàng nó quá thấp như vậy thì nó không bù vào cái khoản tiền mà lạm phát được, vì lạm phát hàng năm nó rất là cao, thấp nhất là 5%. Có những thời điểm á, có những năm mà lạm phát nó lên tới 10-15%. Thì chúng ta phải hiểu được điều này, khi mà chúng ta gửi ngân hàng thì nó cũng gọi là thu nhập thụ động đấy các anh chị. Nhưng mà chúng ta gửi ngân hàng, ví dụ
10 tỷ. Anh chị có 10 tỷ thì thời điểm hiện tại á, gửi ngân hàng các anh chị sẽ nhận được khoảng tầm, mỗi tháng chúng ta sẽ nhận được khoảng 6 triệu Việt Nam đồng. 6 triệu Việt Nam đồng đối với một người mà mất sức lao động rồi ấy, thì nó cũng là khoản tiền khá là ok đấy các anh chị ạ. Khá là ok. Thế nhưng mà giá trị nó tăng trưởng trong tương lai thì nó lại không tăng, thậm chí nó còn bị mất giá, thậm chí nó còn bị khấu hao mất bởi vì lạm phát. Bởi vì lạm phát mà cái số tiền mà các anh chị mà chúng ta nhận được hàng tháng, lãi hàng tháng đó, thì nó bù vào cái khoản đó không đủ các anh chị ạ. Nó không đủ bù vào. Như vậy thì các anh chị mà gửi ngân hàng, đây nằm không phải là nguồn thu nhập thụ động, mà chúng ta đang gửi để lấy lãi hàng tháng để ăn thôi. Như vậy 10 tỷ sau 10 năm nó vẫn là 10 tỷ. Nhưng mà sau 10 năm đó, cái 10 tỷ đó thì nó lại chỉ giá trị bằng 6 tỷ ở thời điểm hiện tại thôi các anh chị ạ. Như vậy thì chúng ta đã mất toi 4 tỷ rồi. Nhiều anh chị không có phân tích được cái điều này đâu. Nếu như chúng ta không mang cái 10 tỷ đó đi để chúng ta đầu tư gia tăng tài sản, gia tăng cái 10 tỷ đó của chúng ta lên á, thì 10 tỷ đó dần dần nó bị khấu hao. Nó bị khấu hao các anh chị ạ. Vì vậy mà tích lũy bằng cách gửi ngân hàng cũng, đây cũng là một cách không có tốt khi mà chúng ta muốn gia tăng tài sản. Chỉ có cách chúng ta, nếu chúng ta đầu tư bất động sản cũng được, nhưng mà em Hương khuyên các anh chị, nếu như các anh chị chúng ta có tiền á, chúng ta chỉ nên mua 1 đến 2 miếng bất động sản để chúng ta để dành thôi, chứ không, bất động sản cũng không phải là một kênh đầu tư tốt. Không phải là một kênh đầu tư tốt, mà đầu tư cổ phần, cổ phiếu doanh nghiệp, đây mới là một trong những cái tài sản mà nó mang lại cái thu nhập thụ động cho chúng ta. Thu nhập thụ động, ví dụ như chúng ta chỉ bỏ, hiện tại chúng ta bỏ vào Uniski 10.000 đô là chúng ta đã sở hữu được 1 triệu cổ phần rồi, nếu như chúng ta có phiếu vàng. 10.000 đô đã có 1 triệu cổ phần rồi các anh chị ạ. Nếu như các anh chị bỏ 10.000 đô ra để mua cổ phần của Amazon, các anh chị mua được mấy cổ phiếu? Bây giờ Amazon hơn 3.000 đô trên một cổ phiếu ấy các anh chị ạ. 10.000 đô các anh mua được mấy cổ phiếu của Amazon? Thế 10.000 đô các anh chị đầu tư vào Uniski, các anh chị sở hữu được 1 triệu cổ phần. 1 triệu cổ phần, nếu như sau này á, cổ phần của chúng ta theo năm tháng nó tăng trưởng, nó lên 50 đô, 100 đô trên một cổ phần cổ phiếu, cả 1.000 đô trên một cổ phiếu, thì lúc đó các anh chị có 1 triệu cổ phần, tài sản của các anh chị sẽ là bao nhiêu? Chưa kể là cổ tức hàng năm. Nếu như bây giờ Amazon nó, em đang nói Amazon chia cổ tức á, mà là 0,5 đô trên một cổ phiếu đi, thế nếu các anh chị có 1 triệu cổ phần là các anh chị đã có bao nhiêu tiền một năm rồi, mỗi một năm? Đó là cái tiền thụ động của các anh chị đó. 50 tỷ. 1 triệu cổ phần chúng ta nhận được 50 tỷ Việt Nam đồng hàng năm. Thì dạy gì chúng ta không đầu tư vào đây, đúng không nào? Các anh chị, làm gì ra 50 tỷ? Thế đúng là đến cái thời điểm mà công ty chia cái mức cổ tức như vậy thì sẽ rất là lâu, sẽ rất là lâu, có thể thậm chí là 20-30 năm sau. Nhưng mà con cái của chúng ta nó nhận được thì nó cũng rất là tốt mà, đúng không? Chúng ta đã để lại một cái giá trị tài sản vô cùng lớn cho con cháu của chúng ta. Nếu như 2-3 năm nữa tập đoàn chia cổ tức 100 đồng thôi, em Hương nói là 100 đồng hoặc là 1.000 Việt Nam đồng trên một cổ phần thôi, thế nếu các anh chị có 1 triệu cổ phần, các anh chị cũng có mấy trăm triệu trong tay rồi mà, đúng không? Có mấy trăm triệu hàng năm rồi, làm gì ra mấy trăm triệu hàng năm các anh chị? Làm gì ra mấy trăm triệu các anh chị? Thậm chí hiện tại nếu như những anh chị em nào mà chúng ta đi làm công cho các doanh nghiệp lớn, mà chúng ta làm trưởng phòng hay làm giám đốc ấy, thì mức thu nhập của chúng ta hàng tháng cũng chỉ được khoảng 4-50 triệu tới 7-80 triệu là cùng. Thì một năm tính ra, nếu như các anh chị giỏi, đó là trường hợp cực kỳ giỏi đấy, các anh chị thu nhập được khoảng gần 1 tỷ.
đó là những anh chị mà làm cấp cao trong công ty nhé, gần 1 tỷ Việt Nam đồng, mà các anh chị vẫn phải bán sức lao động của mình, các anh chị mới có mức thu nhập đó mà. Nhưng nếu như các anh chị sở hữu 1 triệu cổ phần của Unisky đi, mà sau vài năm, 2-3 năm nữa đấy, công ty chia lợi tức mà mỗi năm các anh chị nhận được tới cả tỷ Việt Nam đồng, mà các anh chị chẳng cần phải bỏ tí công sức nào ra để làm việc, thì dạy gì chúng ta không đầu tư nào các anh chị? Không dạy gì mà chúng ta không nắm bắt cơ hội này. Bởi vậy em Hương nói đây là một cơ hội. Rất là nhiều dự án ngoài kia nó cũng bán cái dạng giống như vậy, thu hút giống như vậy, nhưng thực chất nó có giá trị không, quan trọng là anh chị phải nhìn. Tại vì dự án của chúng ta có rất là nhiều những cái hạng mục hệ sinh thái, về ô tô điện này, về cái động cơ điện này, ấy, về môn sinh học, về dự án vũ trụ ngoài không gian, máy bay không người lái, mà rất là nhiều dự án họ chỉ có một danh mục đầu tư duy nhất. Nhưng ở tập đoàn Unisky chúng ta tích hợp tất cả, thì chúng ta không cần phải chạy đi bất kỳ dự án nào cả, mà chúng ta cứ gom dự án này thôi. Chúng ta hãy cứ gom mạnh lên các anh chị ạ. Bây giờ thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta phân vân nữa. Chúng ta cứ gom đi, có bao nhiêu chúng ta gom bấy nhiêu. Đừng có nghĩ là mình có ít tiền quá không có gom được. Không, các anh chị cứ gom dần dần. Nếu anh chị nào mà xin được phiếu vàng của những người mà người ta có phiếu, tại vì cái đợt vừa rồi chạy chương trình ưu đãi, chạy chương trình chiết khấu đó, thì rất là nhiều anh chị chạy đạt giải vàng, đạt được cái phiếu vàng nên mới có phiếu vàng. Còn những anh chị em nào mà chúng ta không có thì chúng ta đi xin. Anh chị hãy đi xin để chúng ta gom dần. Ví dụ như các anh chị có phiếu vàng đó thì chúng ta sẽ gom dần, tháng 100 đô cũng được. Không cần phải là đến mức độ mà hàng tháng chúng ta phải mất cả vài ngàn đô ra để chúng ta cày, cong lưng để chúng ta cày. Thì có rất là nhiều mà các anh chị có rất nhiều gói ưu đãi, chúng ta hãy cố gắng. Đúng rồi em Mỹ Hạnh nhá, cố gắng lên. Tại vì nếu như chúng ta không chịu hy sinh bản thân mình, không chịu hy sinh những cái thú vui ở trước mắt, thì chúng ta sẽ không bao giờ gom được tài sản đâu anh chị ạ. Phải hy sinh để sau này chúng ta được hưởng những cái thành quả, những cái trái ngọt nó tốt hơn, nó tuyệt vời hơn. Chứ nếu chúng ta bây giờ cứ nghĩ là làm lương có chục triệu, ăn tiêu tiêu xài, nếu như mà đầu tư ráng gom nữa thì sẽ không có tiền để tiêu xài. Thì các anh chị chúng ta sẽ không bao giờ gom được cổ phần đâu các anh chị ạ. Chúng ta hãy trích ra để chúng ta đầu tư, trích ra một cái quỹ, một cái khoản để chúng ta đầu tư trước. Ví dụ lãnh lương về, anh chị phải bỏ riêng ra một cái khoản, khoản này là khoản để gom cổ phần, còn lại thì chúng ta giữ lại để cho chúng ta trang trải cho cuộc sống. Đấy, phải làm như vậy thì chúng ta mới làm được. Chứ nếu anh chị mà chúng ta sai xong chúng ta còn bao nhiêu thì chúng ta đầu tư, thì chúng ta sẽ không bao giờ để dư ra để cho chúng ta đầu tư, chúng ta gom được đâu các anh chị ạ. Hãy chia các cái khoản ra, các cái khoản thành những cái khoản nhỏ. Đâu là khoản chi tiêu cho học hành con cáo, đâu là khoản để mua sắm, rồi đâu là khoản để dành cho gia đình, hoặc đâu là khoản để chúng ta tiết kiệm. Đấy, chúng ta phải chia ra những cái khoản nhỏ như vậy thì chúng ta mới có thể làm được. Chứ nếu như chúng ta cứ để một cục như vậy, sau đó chúng ta chi tiêu bạt mạng, không có lên cái lịch, không có lên kế hoạch cho cái việc chúng ta chi tiêu, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có thể để dành tiền ra được đâu các anh chị ạ. Nhất là các anh chị mà chúng ta đi làm công nhân, nhất là các anh chị chúng ta đi làm công nhân, mức thu nhập nó rất là thấp. Công nhân hàng tháng về là đủ các khoản chi tiêu rồi, thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta có thể gom được tiền chúng ta đầu tư. Thì rất là mong các anh chị, em Hương chỉ nói là hiện tại tập đoàn của chúng ta vô cùng tuyệt vời rồi, rất là tuyệt vời. Nếu mà các anh chị chúng ta mà không nhìn ra nữa, không biết, không thấy cơ hội nữa, thì cái này là do chúng ta không có cơ duyên, chúng ta ăn ở làm sao đấy các anh chị ạ. Chúng ta ăn ở làm sao để chúng ta không nhìn ra cơ hội đấy. Chứ còn ở thời điểm bây giờ mà các anh chị vẫn chưa tập trung vào thì rất là khó. Bởi vì
đến thời điểm hiện tại bây giờ, những nhà đầu tư của em Hương đầu tư từ những năm 2018 tới giờ, đa phần mọi người dừng lại, không để ý gì tới dự án rồi, mà để dành cho những anh chị em nhà đầu tư mới. Thì cái này cũng rất là khó, bởi vì thật ra thì em Hương cũng rất là muốn chia sẻ để chúng ta cùng có thể gom góp được thêm cổ phần. Nhưng cái này là tuy tư duy của các anh chị, đa phần các anh chị lúc đầu tư vào á, là các anh chị chỉ nghĩ là hầu như là các anh chị nghĩ là đánh bạc á, một được một mất á các anh chị. Đa phần là các anh chị như vậy, cho nên là đến thời điểm bây giờ thì đa phần mọi người là không có tập trung và theo dõi cái thông tin của dự án nữa rồi. Thì cái điều này rất là đáng tiếc đối với các anh chị mà chúng ta đã tham gia đầu tư từ những cái thời điểm mà lâu rồi. Thì bây giờ đa phần cái thời gian vừa qua thì em Hương toàn chia sẻ cho các anh chị em nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư mới thôi các anh chị ạ. Nhà đầu tư cũ hầu như thì họ đang dừng lại, họ không gom cổ phần nữa. Chào chào cô Nguyễn Thảo ạ. Thế trong cái buổi này, hôm nay em Hương chia sẻ tới toàn thể quý anh chị em, đó là những cái tư duy để chúng ta có thể sở hữu được tài sản giá trị và chúng ta muốn bứt phá tự do tài chính. Thì hy vọng là tất cả các anh chị chúng ta đã hiểu được phần nào lý do tại sao mà chúng ta phải sở hữu cổ phần của tập đoàn Unisky ở thời điểm hiện tại rồi. Nếu như các anh chị chúng ta có bất kỳ một cái câu hỏi nào thì các anh chị chúng ta hãy cứ bình luận dưới phần video livestream hôm nay, hoặc các anh chị có thể liên hệ về em Hương Hoàng về những cái thông tin về dự án, hoặc là dự án đã đạt được những thành tựu gì, thì các anh chị chúng ta hãy cứ nhắn tin về cho em Hương để em Hương chia sẻ kỹ hơn cho các anh chị. Bởi vì trong những cái video như thế này thì nếu như mà chia sẻ từ đầu về dự án thì chúng ta sẽ không bao giờ có thời gian, em Hương sẽ không bao giờ có thời gian để nói hết được. Bởi vì dự án của chúng ta thông tin vô cùng nhiều, thông tin rất là nhiều, hàng ngày rất là nhiều thông tin. Em Hương cũng đã cập nhật trên các hội nhóm trên YouTube cho các anh chị rồi. Và trong những cái buổi chia sẻ livestream như thế này thì chúng ta sẽ bàn luận, chúng ta sẽ nói với nhau về những cái cách tư duy để cho chúng ta sở hữu được tài sản thôi, cách để chúng ta có thể làm giàu một cách bền vững thôi, và chia sẻ cho nhau những cái giá trị của tập đoàn Unisky, và chia sẻ cho nhau những cái cơ hội để chúng ta có thể làm giàu. Và rất là cảm ơn các anh chị chúng ta đã theo dõi buổi video livestream của em Hương. Xin có lẽ là buổi tối hôm nay thì em Hương xin được kết thúc cái buổi video ở đây, và sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái giá trị hữu ích trong những cái buổi video lần sau tới toàn thể các anh chị cộng đồng Unisky, đại cổ đông Unisky. Em chào chị Hồng Vân, giờ này chị mới vào, chắc là chút xíu nữa khi mà em kết thúc video buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả mọi người, những ai mà chúng ta vào sau thì chúng ta hãy cố gắng xem lại video nhé. Em chia sẻ từ lúc 8 giờ, bây giờ cũng đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, cũng khá là lâu rồi. Thì xin kính chúc toàn thể các anh chị chúng ta hãy sở hữu cổ phần của Unisky, tận dụng thật là tối ưu, và 2023 chúng ta sẽ bùng nổ, chúng ta sẽ đón nhận những cái thông tin thật là tuyệt vời của tập đoàn Unisky nhé, và chúng ta sẽ thắng lợi lớn vào năm 2023. Em chào chị Hương Nguyễn, và em xin kính chúc tất cả các anh chị em chúng ta sẽ có những cái giấc ngủ ngon vào tối hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Dạ, xin cảm ơn chị Hồng Vân. Xin chào mọi người.